Năm 2021 là năm không chỉ Việt Nam mà nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã tích cực chủ động sáng tạo, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, lưu thông, cung ứng hàng hóa, tạo thuận lợi hóa trong thương mại xuất nhập khẩu và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,8% so với năm trước, trở thành điểm sáng của nền kinh tế và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Xuất siêu tiếp tục được duy trì năm thứ 6 liên tiếp với mức thặng dư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Cung cầu hàng hóa được đảm bảo, chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tính tăng 4,82% so với năm 2020. Trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%. Bộ đã trực tiếp triển khai hoặc hướng dẫn phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị kết nối cung cầu, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước. Hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện các phiên giao thương và xúc tiến thương mại trực tuyến, tổ chức cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hàng trăm triển lãm, hội chợ quốc tế ở nước ngoài dưới hình thức trực tuyến hoặc từ xa, v.v. Tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Quốc hội và Chính phủ giao, ngành công thương sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, là tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và các chủ trương chính sách có liên quan đến phát triển công nghiệp và thương mại. Chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, khôi phục sản xuất kinh doanh, khôi phục chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành công thương dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, đổi mới công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử, tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, v.v. Năm 2022, ngành công thương cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế. Trước hết là tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài, phối hợp với các bộ ngành địa phương để có giải pháp căn cơ, cụ thể, toàn diện để tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu chính ngạch. Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được trong những năm qua, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ngành công thương phấn đấu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 từ 6% trở lên, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 6 đến 6,5%.